Thưa quý vị và các bạn, chỉ với 1 triệu tiền thật có thể đổi được từ 7 đến 10 triệu tiền giả. Đây là lời quảng cáo gây sốt trên mạng xã hội Facebook thời gian qua. Tiền giả đổi từ các mệnh giá 100.000 đến 500.000 đồng được giao bán với chất lượng giống thật đến 98%. Vì thế, đã có không ít người dân vì hám lợi mà thực hiện giao dịch chuyển tiền theo yêu cầu của các admin. Và rồi đợi mãi không thấy tiền chuyển lại thì mới ngã ngửa ra là mình bị lừa. Phản ánh sau của nhóm phóng viên. Từ các trang mạng xã hội, chỉ cần gõ cụm từ mua bán tiền giả, trong vài giây sẽ cho ra hàng loạt những địa chỉ bán tiền giả từ nhóm công khai cho đến nhóm kín. Tại các fanpage này, tiền giả được rao bán với đủ loại mệnh giá và theo lời quảng cáo là tiền giả, nhưng chất lượng giống thật đến 98%. Chỉ cần 1 triệu tiền thật là người mua có từ 7 đến 10 triệu đồng tiền giả. Như để khẳng định uy tín của mình, một số tài khoản còn công khai đăng những đoạn clip quảng bá tiền giả với những lời chào mời hấp dẫn. Liên lạc với chủ một tài khoản rao bán tiền giả, phóng viên được người này chỉ dẫn tận tình cách tiêu thụ tiền giả như thế nào. Theo đối tượng, để dễ dàng tiêu thụ thì nên mua hàng ở chợ và cửa hàng nhỏ. Bên cạnh đó, có thể đến vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa để sử dụng. Vì những nơi này, ít khi người bán trang bị máy soi tiền. Dạo qua một vòng các trang bán tiền giả online, có thể thấy điểm chung của các trang này là không giao dịch trực tiếp mà bắt buộc khách hàng phải chuyển cọc thông qua thẻ cào điện thoại hoặc chuyển khoản. Vấn đề đặt ra, nếu như thông tin các đối tượng không rõ ràng, thì khi chuyển tiền thành công, ai dám chắc người mua sẽ nhận được hàng cần mua. Đánh vào cái tâm lý của cái người mua là lòng tham của họ. Đây là một cái giao dịch vi phạm pháp luật. Thì nếu trường hợp họ là bị hại trong cái vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì họ không thể đi tố cáo hoặc không hề đi tố cáo cái đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để pháp luật xử lý đối tượng này. Với chiêu trò đặt cọc trước, nhận hàng sau, đã không ít trường hợp bị lừa. Có một số trường hợp khi nhận cọc xong, trang fanpage tự nhiên biến mất, các số điện thoại giao dịch đều không liên lạc được. Mặc dù đã có những trường hợp bị ngành chức năng phát hiện và xử lý về hành vi mua bán, tàn trữ và lưu hành tiền giả, nhưng con số này vẫn còn khá ít so với thực tế. Và với thủ đoạn lừa đảo cũ, nhưng các đối tượng vẫn liên tục thực hiện hoạt động mua bán tiền giả, tiến hành giao nhận như một món hàng hợp pháp thông qua đường bưu điện hay chuyển phát nhanh. Những thông tin giao bán như vậy là có dấu hiệu của cái tội dấu hiệu lừa đảo. Đây là hành vi của một số người dùng thủ đoạn tải sao chép hình ảnh tiền Việt Nam trên mạng rồi đăng lên Facebook. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan duy nhất phát hành tiền của nước Việt Nam. Vì vậy, một số người rao bán tiền giả trên mạng Facebook cá nhân trong thời gian qua là những hành vi bị nghiêm cấm và có dấu hiệu của tội phạm tiền giả. Nếu trường hợp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì phải có bị hại, phải có số tiền bị thiệt hại là bao nhiêu thì họ cái đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo mới bị xử lý. Quá trình điều tra mình rất là khó, vì đây là một loại tội phạm liên quan đến công nghệ thông tin, mà muốn điều tra được thì cần rất là nhiều nhân lực và cần nhiều thời gian để tìm hiểu, để điều tra. Như vậy thì cái việc mà điều tra ra thực tế là có hay không có việc mua bán này đã là khó, mà xác định được đối tượng thực hiện là đối tượng nào càng khó. Cho dù việc giao dịch tiền giả có thành công hay không, đó chỉ là những chiêu lừa của đối tượng xấu, thì hậu quả vẫn thuộc vào những người mang tâm lý hám lợi. Nếu đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì người mua sẽ mất tiền oan uổng. Còn nếu thực sự đây là trang bán tiền giả như lời quảng cáo, thì người mua tiền đã vi phạm luật pháp, khung hình phạt nặng nhất có thể là án tù chung thân. Vì thế, khi gặp phải các trường hợp này, người dùng nên tỉnh táo và xem xét rõ ràng. Đừng vì hám lợi nhất thời mà bị kẻ gian lợi dụng và gạt tiền. Đồng thời báo cáo với các cơ quan chức năng để họ có phương án xử lý kịp thời.